Thưa quý vị và các bạn, ở miền Tây không khó để tìm những đội cất nhà từ thiện, nhưng đội chỉ toàn những lão nông từ 60 tuổi trở lên thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những căn nhà mà đội cất căn nào cũng khang trang và vững chãi. Tuy chỉ là nhà mái tôn, cột cây, nền gạch, nhưng đối với bà con khó khăn về nhà ở thì đó là cả một gia tài. Tranh thủ đội mưa, những lão nông này tất bật vì những người chẳng thân quen. Chuyển cây, dựng nhà, lợp mái. Hơn chục năm nay, đó là công việc đều đặn mà đội cất nhà từ thiện của ông Lê Văn Loan Em, tên thường gọi là Bảy Loan, ở phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ thực hiện. Giúp cho bà con cô bác được một cái căn nhà ấm áp trong những cái mùa mưa bão hay nắng nôi. Tổ cất nhà thì có 9 thành viên. Nhưng mà những cái chú bác đều là lớn tuổi, tức là hàng từ U60 trở lên. Thành thử ra các chú bác ở đây thì cũng kinh tế làm nông. Trước khi đội cất nhà từ thiện được ra mắt chính thức vào năm 2013, ông Bảy Loan tự nguyện đi xin cây, mua tôn để dựng nhà cho những hộ khó khăn về nhà ở. Dần lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến nhiều người. Mến nhau cái tình, quý nhau cái nghĩa, nên khi đội cất nhà chính thức được thành lập, nhiều người dân địa phương đã tích cực tham gia, người góp công, người góp của mua cây, vật liệu xây dựng nhà cho những hoàn cảnh khó khăn. Số thì bà con người ta cho cây, mình đi đốn, còn khi có số thì người ta bán cái mình coi, mình mua về nên tiếp nhau. Mấy ông lớn tuổi thì làm việc nhẹ, còn mấy trẻ tuổi là việc nặng chút. Cho cái nhà này là tôi mừng dữ lắm luôn, bởi vì hai vợ chồng tôi là không có thể nào cất nổi cái nhà như thế này đâu. Mình khảo sát những căn nhà là những cái quà bà con hoàn cảnh rất là khó khăn hay là nhà bị siêu dẹo. Đó. Rồi trị giá một căn nhà gỗ đó, nếu mình vừa làm gỗ mà làm nền luôn căn nhà 25 triệu. Không chỉ ở địa phương, bất kỳ nơi đâu trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hễ gia đình nào thực sự khó khăn, cần hỗ trợ nhà ở là ông Bảy Loan lặn lội đi khảo sát, đúng đối tượng, đội sẽ tiến hành xây cất. Vốn là nông dân gắn bó với ruộng đồng, nhưng với tâm niệm chung sức, chung lòng cho bà con được chỗ an cư, thạo việc quen tay, dần dần các chú, các bác cũng thành quen với bào, cưa, cát, đá, xi măng. Một phần chia sẻ trong công tác là phòng cái số đó giảm nghèo của địa phương. Và từ đó thì cái mô hình này cũng được các cấp chính quyền và nói chung là hội đoàn thể cũng quan tâm và cũng hỗ trợ về tinh thần. Trong khi phục vụ này ở chỗ nào cần thì các anh có thể là đến giúp trên tinh thần tự nguyện. Chúng tôi làm ở nơi đây á, thì xuất phát là những cái niềm vui đem đến cho bà con là hạnh phúc về có nhà cửa ở. Thì từ cái chỗ đó là mấy anh em vui vẻ rồi để làm việc này. 62 tuổi, thành thử ra ở nhà đó thì thấy nó cũng buồn. Thử ra đi làm giúp tiếp xã hội như gì đó, là tôi thấy là vui phấn khởi trong mình dữ lắm. Thành thử ra nhức mỏi nó cũng tan biến hết trơn rồi. Hơn 10 năm qua, đội cất được hơn 300 căn nhà, ước tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.